chào mừng bà con đến với chuyên mục chia sẻ kỹ thuật nuôi tôm to của Bình Minh. Hôm nay, Bình Minh muốn chia sẻ với bà con chuyên đề về biện pháp khắc phục tôm chậm lớn. Phần 3, nguyên nhân do nguồn thức ăn. Này, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục tôm chậm lớn do nguồn thức ăn. Nguồn thức ăn tự nhiên của tôm chủ yếu là Cobeboda, chun chỉ, ốc gạo. Và nguồn thức ăn tự nhiên là nguồn thức ăn chính và rất quan trọng trong suốt quá trình đối với ao nuôi tôm quảng canh. Trong ao nuôi tôm công nghiệp thì quan trọng nhất là trong khoảng 15 ngày đầu sau khi thả nuôi. Tảo là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn và cũng là sinh vật chỉ thị nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi nhiều hay ít. Vì vậy, nguồn thức ăn tự nhiên cũng là một phần quan trọng trong vụ nuôi thành công. Nhưng hiện nay, môi trường nước ngày càng bị ô nhiễm do sử dụng thuốc, hóa chất xử lý trong nước ao nuôi, dẫn đến màu tảo không ổn định, nguồn thức ăn tự nhiên trong ao bị hạn chế hoặc không phát triển. Đặc biệt là đầu vụ nuôi, nếu thiếu nguồn thức ăn tự nhiên sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển và sức đề kháng của tôm nuôi. Ngoài ra, tảo còn bị ảnh hưởng bởi mật độ vi khuẩn có lợi và nguồn dinh dưỡng môi trường ao nuôi. Hiện tượng tôm chậm lớn do thiếu thức ăn tự nhiên được thể hiện rất rõ trong ao nuôi tôm quảng canh và giai đoạn đầu sau khi thả giống đối với ao nuôi công nghiệp. Đối với việc nuôi công nghiệp thì thức ăn công nghiệp là nguồn thức ăn chính trong ao nuôi tôm. Nhưng đối với ao nuôi quảng canh chỉ được sử dụng trong giai đoạn dèo hoặc bổ sung khi trong ao thiếu thức ăn tự nhiên. Và việc sử dụng nguồn thức ăn công nghiệp trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến gan và ruột tôm gây ức chế quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Vì do một số loại thức ăn có sử dụng chất bảo quản, sau khi sử dụng trong thời gian dài, chất này sẽ tích tụ trong gan và ruột. Ngoài ra, việc bảo quản thức ăn cũng không kém phần quan trọng. Bảo quản thức ăn không tốt, phát sinh nấm mốc chứa độc tố sẽ gây chết hoặc làm ức chế hoạt động tiêu hóa của gan và ruột tôm. Việc phối trộn các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn chưa hợp lý, nguồn nguyên liệu kém chất lượng, sử dụng nguồn đạm khó tiêu hóa và sử dụng loại thức ăn không phù hợp độ đạm theo nhu cầu với đối tượng nuôi cũng gây ra những ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của tôm. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn thức ăn trong ao nuôi và cải tạo ao, Bình Minh khuyến cáo bà con nên sử dụng hạt sinh học Phú Điền để ổn định màu nước, tạo thức ăn tự nhiên, Cobeda, chun chỉ, ốc gạo, cung cấp hệ vi khuẩn có lợi. Trước khi thả giống 7 ngày, sử dụng 3kg trên 1.000m2. Sau 4 ngày, sử dụng 2kg trên 1.000m2. Sau khi thả giống 3 ngày, sử dụng 2kg trên 1.000m2 đối với ao nuôi công nghiệp, 1kg trên 1.000m2 đối với ao nuôi quảng canh. Nên sử dụng định kỳ 5 đến 7 ngày trên lần trong suốt quá trình nuôi. Và bà con nên lựa chọn cơ sở cung cấp thức ăn tin cậy, uy tín, thành phần dinh dưỡng cân đối, hợp lý theo từng giai đoạn của tôm nuôi, thức ăn phải được bảo quản tốt. Thả nuôi với mật độ phù hợp để đảm bảo nguồn thức ăn tự nhiên ổn định trong suốt vụ nuôi. Không nên sử dụng hóa chất trong quá trình nuôi tôm để tránh làm ô nhiễm môi trường nước. Nuôi tôm chưa bao giờ là dễ, đặc biệt là ao đất, dịch bệnh, môi trường, thời tiết khắc nghiệt, thách thức khả năng chịu đựng của đàn tôm. Một con giống lớn nhanh và có sức đề kháng cao, vượt qua dịch bệnh, môi trường, thời tiết bất lợi là cần thiết hơn bao giờ hết. Tôm thẻ thế hệ mới thích nghi cao, high tolerance của chúng tôi, đề kháng tốt với bệnh đốm trắng, bệnh chết sớm, giúp tăng tỷ lệ sống, giảm rủi ro về dịch bệnh cho người nuôi. Tôm lớn tốt với thức ăn có độ đạm thấp, hệ số thức ăn thấp, giúp tiết kiệm chi phí thức ăn, hạn chế ô nhiễm nước nuôi. Tôm màu sắc đẹp, vỏ sáng bóng, bán giá cao. Nuôi được mật độ siêu thâm canh trên ao nuôi lót bạt, 250-300 con trên mét vuông. Còn giống tốt là khởi nguồn của mùa vụ thành công. Tôm giống thích nghi cao, high tolerance Bình Minh. Sạch bệnh, lớn nhanh, đề kháng tốt, nuôi về size to theo mong muốn.
hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 1900 866 636 để được tư vấn. Không giống Bình Minh, niềm tin của mọi nhà.